Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thị trường ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 415 triệu đô la Mỹ trong 2 tháng đầu năm, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó thị trường Trung Quốc ghi nhận tăng trưởng mạnh nhất 143%. Tuy nhiên tại Trung Quốc, tôm Việt chịu cạnh tranh về giá so với các nguồn cung đối thủ đến từ Ecuador, Ấn Độ nhưng được các nhà mua hàng đánh giá chất lượng cao hơn. Việt Nam cũng là một trong những nước sản xuất tôm lớn nhất và nằm trong top 4 thế giới về xuất khẩu. Năm nay dự báo mặt hàng này mang về cho Việt Nam 4 tỷ đô la Mỹ và góp khoảng từ 45 đến 50% giá trị xuất khẩu thủy sản.